Đây các bạn, mọi người đang rất là chiêu ở trên thuyền, trẻ con chạy xuống tắm, mang thêm những cái phao như này để cho trẻ con tắm. Say hi. Đây các bạn, đi đang bắt đầu chuyến đi từ từ Houston đi Destin của Florida, lái xe khoảng tầm 9 tiếng liên tục, 9 tiếng rưỡi thì đấy liên tục. Thì khi mà cho vào xong xe Tesla, đây là thử thách lái Tesla đi road trip, đi du lịch. Ok, rồi, bắt đầu hành trình. Thử thách lái Tesla đi road trip, đi du lịch. Thì khi mà tự bỏ vào cái destination, nó thấy mình xa nhà quá, nó cảnh báo trước màu đỏ là mình phải sạc ở 4 trạm đó. Thì là cái ly sạc đầy ở đây thì là nó được khoảng tầm 277 mile đấy, nhớ. Ở trên này được 277 mile này đó. Thì nhưng mà mình đi quá xa là mình tự bỏ cái đích đến của mình vào, nó tự biết. Ví dụ nó bảo đến đây là mình chỉ còn có 52% là mình nên sạc này, tại vì là từ đây cho đến cái chỗ sạc tiếp theo nó xa nhau. À không, ý là từ đây còn 52% vẫn cố được đến đây. Không, đến đây thì mình phải sạc 19 phút. À. Xong rồi đến đây mình phải sạc, nó còn 12%, mình sạc 14 phút. Ok, trời ơi thông minh ghê chứ. Đến Beaumont là mình sẽ phải sạc 19 phút thì mình sẽ có đủ xăng để đi đến Lafayette, và Lafayette lúc đấy là còn 12 phút. Tối thiểu mình sạc 19 phút. Tối thiểu. Đó, nó cho mình biết trước để ví dụ như mình có những việc cấp mà mình biết là mình phải sạc đến thế này. Thì là để đến Lafayette đảm bảo là còn 12%. Nên nói chung là nó cũng rất concern về cái việc là mình bị hết điện dọc đường các bạn. Đây là trạm dừng chân đầu tiên để đổ xăng này các bạn. Đó, lúc dừng chân là xe mình còn khoảng tầm 20%. Thì theo đúng success là mình sẽ dừng 20 phút thì nó sẽ sạc lên khoảng 50-mấy% á. Là mình sẽ đi tiếp được đến trạm tiếp theo. Mà kiểu thoải mái xăng luôn á. Nhưng mà nếu mà mình thích chạc thêm thì mình cứ chạc thêm. Thì mình cũng mới đi vào trong cái chỗ chạc dừng chân này á, là nó có kiểu như là cái trạm xăng lớn luôn. Thì bên này là chỗ đổ điện Tesla, bên kia đổ xăng, bên này đổ điện. Thì là mình cũng mua đồ ăn sáng, ăn lót dạ ở đây. Đó, trạm xăng này rất là lớn nhá. Trạm một là thu dạng lớn đó các bạn này. Đó là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mà mỗi cái trạm này là nhân 2, tức là 32 trạm sạc, là quá nhiều luôn. Đây xe của Ly đây. Thôi bây giờ Ly sạc xong rồi, thì vào trong xe xem nó được bao nhiêu phần trăm. Đây là 85% luôn rồi, dư xăng luôn. Đây, cuộc sống của Mỹ là cuộc sống trên xe các bạn, ăn trên xe, ngủ trên xe. Xe như là cái chuồng lợn luôn rồi. Xe đi road trip à? Sao giờ đó. Đó, nên mình chuẩn bị cooler này, đồ ăn trong này ngập. Úi, không mua đá anh, quên. Tại đâu? Phải có đấy, có đấy. Thế bây giờ đi cũng xa mà. Thôi mình làm mua đá, để còn bảo quản đồ ăn. Các bạn có thấy hôm nay là buổi lễ tưởng niệm, ngày lễ mà nước Mỹ nghỉ luôn đấy. Nên là mọi người đi chơi quá trời luôn, bắt đầu mùa hè á. Đi chơi quá trời luôn rồi đó. Lù lù người luôn á. Đây là đang trên đường từ Texas cho đến Destin của Florida đi biển á, nên là mọi người đổ nhau đi biển mùa hè mà các bạn. Thì cái trạm này lúc đầu ấy là nó chỉ xuất phát từ Texas thôi, xong rồi nó lan đến Louisiana, bây giờ lan đến Florida luôn. Khái niệm này lúc đầu ấy thì thấy mọi người cũng nói là cái không hiểu là sao mà xây cái trạm thì là trạm đổ xăng thôi, nghỉ ngơi thôi mà cần thiết để xây to như này không? Sao mà kiểu như là tiền đâu mà đầu tư rồi mấy kia đó, nó to lắm luôn đó các bạn. Đất đai ta mua ở những cái vùng này kiểu nó hẻo lánh ở trên đường đi mà các bạn, nhưng mà nó xây cái chỗ như thế này làm cho đất đai ở đây nó đắt lên, người đến tấp nập kéo đến này kia, cái lượng xe phải đến rất là nhiều, khách sạn mấy kia con đêm cũng rất nhiều luôn. Bây giờ đi còn được tăng cấp xong rồi để đi ra ngoài em mua một vài thứ ở đây đây này. Bán những cái bò kho mà chuyên của cái hãng này luôn này, của Bắc Kinh luôn. Đó rồi, ok, các đồ phát sẽ cắt xong rồi đi Bắc Kinh cho mọi người coi ở ngoài cửa thôi nha, để xem nó bự như thế nào. Đây các bạn, lối vào nhà vệ sinh này, để
tranh chiếc các thứ, chỗ nó quá trời bự luôn. Thôi đến đây thì phải tắt rồi, nhưng mà để cho các bạn coi qua xem nó bự đến mức như thế nào. Này các bạn ơi, siêu đông luôn. Xếp hàng mua đồ ăn này, đó, đây bán đồ ăn này. Rất là đông luôn á. Bây giờ mình sẽ đi mua than để ngày mai làm barbecue. Nhà mình có nhiệm vụ mang đồ barbecue đi. Đó, bán quá trời thứ luôn này. Bảng lương của chỗ Bucky đây, cái chỗ mà trạm dừng chân thì mới đến á, là gọi là mới vào luôn nha, mới vào luôn, tốt nhất luôn á, là 17 đô một giờ. Ở đây là bang Alabama, là giữa của Louisiana và Florida các bạn, 17 đô một giờ. Restroom crew lau dọn nhà vệ sinh này các bạn, 19 đồng một giờ. Làm bán đồ ăn với cả rửa xe là 20 đồng. Team lead là 19 đến 22 đồng là trưởng nhóm. Department manager là 24 đến 32 đồng một giờ. Full time là phải là bắt buộc làm từ 35 đến 50 giờ. Không cần kinh nghiệm gì hết, không cần bằng cấp gì hết luôn. Nếu mà mình được lên làm assistant cho general manager thì là lương hơn 100.000 một năm. House manager là quản lý rửa xe thôi các bạn, quản lý rửa xe chứ phải rửa xe nhá, là 125.000 một năm, trên 125.000 một năm, trời ơi cao dữ luôn. Food service manager là chịu trách nhiệm quản lý đồ ăn, 125 đến 175.000. General manager 150.000 đến 225.000 một năm, trời ơi lương cao hơn lương kỹ sư luôn các bạn. Này có 401k 100% match up to 6%, tức là cái này là kiểu quỹ như kiểu lương hưu về sau ấy, là cái match up 6% này là match up dạng top luôn rồi á. Cái này là giống như là quyền mình đóng góp cái lương của mình vào, xong rồi công ty cũng đóng góp một cái phần y hệt như phần mình đóng góp lương của mình vào đấy để nghỉ hưu. 3 tuần được nghỉ trong một năm, 3 tuần là 21 ngày các bạn. Trời ơi lương đáng mơ ước quá vậy. Ok part time đấy, làm buổi tối mà, làm overnight là thêm 2 tiếng. Quá đã, quá đã. Thôi đi thôi, không là taxi vào đây làm quá, quên, hấp dẫn quá. Ok, rồi bây giờ mình đi ra chỗ được xăng nha. Đây các bạn, cái biểu tượng của cái chỗ này đây ha. Thì đây là cái chỗ sạc này. Trạm sạc này thì bé hơn một chút xíu thôi, cũng là trạm sạc lớn. Ở đây nó có chỗ bơm lốp này, sách e này. Ở đây là những cái trạm sạc Tesla này. Khá nhiều xe đang sạc. Làm ăn cũng được các bạn, rồi xe của Ly chạc xong rồi đây. Bây giờ Ly lấy cái này ra thì chỉ cần bấm nút xong, bấm nút xong rút ra thôi đúng không? Ừ, cần đi. Đấy, kêu. Rồi, ok, rút ra được rồi. À, mình để lên trên này. Rồi. Supercharger for service. Please call mà không có số gì hết. Call làm sao trời ơi. Ok bây giờ Ly sẽ đi vào trong xe để coi là tình hình pin là được bao nhiêu nha. Ok, sạc gần đầy luôn, 300, 236. Cho đi đến nơi thì là còn tới 40% nữa, vô tư luôn. Tổng cộng là mình đã hết bao nhiêu tiền rồi? Tổng cộng mình hết bao nhiêu tiền điện rồi? Mỗi lần cỡ 15 đồng. Là bao nhiêu lần tất cả? Mỗi lần 15 đồng. 3 lần. 3 lần là 45 đồng tiền điện. Mà đi lái 10 tiếng đồng hồ. Đấy chưa tính. Từ Houston cho đến Florida, đến Destin của Florida luôn các bạn. Đi tắm biển mất 45 đồng tiền xăng. Rất là hợp lý. Thế là bằng chỉ hơn một lần Ly đổi cái xe Honda CR-V của Ly thôi á. Rồi bây giờ mình sẽ ôm phản lao ra biển. Ok các bạn, đây là phòng của Ly này các bạn. Các anh chị nhường cho Ly cái phòng này rất là đẹp. Tại vì biết là Ly đến chỉ ở có 3 đêm thôi, phải về sớm một chút xíu. Đây, phòng này Ly quay ngày buổi hơi tối nên là ngày mai sẽ thấy cảnh ở bên ngoài đẹp hơn. Nhưng mà nói chung là họ dùng đồ đạc rất là xịn luôn. Giấy dán tường, thuê design, thiết kế này kia, mà cái gối này. Gối bự cỡ này là cũng mắc lắm các bạn. Gối này là 450 một cái á, 450 đô một cái á. Ly thì làm nhà cái Airbnb kia của Ly biết mà. Có mấy cái nhất trực bán trang trí luôn, không có thương nguyên ấy. Kiểu đúng kiểu không khí biển. Màu cũng rất là biển cả. Beach hair don't care này. Ủa cái chỗ này để chỗ để hết phải không ta? Đây, đây để luôn. Còn tắm.
ba cái ở đây là ba cái tọa bốn phòng, thì có ba phòng là giường king và có phòng tắm riêng như này. Nó có phòng để đồ riêng như này, họ cũng để extra đồ trong này cho mình này. Đó. Rồi, tôi rất là nhà này mới tinh luôn, cái đồ đẹp đầy đủ luôn. Và cái chỗ gọi là đẹp nhất ở trong cái phòng của mình là cái view ở bên ngoài này. Rất là đẹp luôn. Ở ngoài trời một cái tivi luôn các bạn. Ở dưới tầng 1 cũng có một cái ngoài ban công cũng có tivi luôn, tivi xịn sò Samsung luôn này. Trời ơi. Xong rồi họ cũng đào lại hết mấy cái này để khỏi muỗi á. Ở biển này buổi tối là thôi rồi, nếu không có mấy cái này là không muốn ra ngoài luôn á. Ở đây là họ đào lại hết. Mấy cái này này làm mất tiền lắm nha các bạn. Thích thì mình cũng có lấy, hình như không lấy lên được luôn các bạn. Hoặc là cũng cố định luôn. Đúng rồi, cố định luôn. Đó rồi, thôi bây giờ đợi ban ngày rồi lên cho các bạn coi một vòng ban ngày nữa. Đây các bạn, mọi người đang rất là chill ở trên thuyền, trẻ con thì chạy xuống tắm. Mang thêm những cái phao như này này cho trẻ con tắm này. Lên đây rồi. Đúng rồi, lên đây hát cho mấy anh đây, lái tàu của mình đây. Anh lái tàu. Say hi. Anh lấy tàu kể là ở đây thì ở Destin này, ở Florida thì nó không có ở phía nam như của Miami á, nên là mùa hè thì nó chỉ có khoảng tầm tháng 6, tháng 5, tháng 6, tháng 7 là cùng thôi. Sau đấy thì nó bão rồi thì lạnh y như Houston, Houston có mùa đông luôn, bốn mùa luôn. Thế nên là mấy anh chị người Việt ở đây sẽ làm những nghề về biển, du lịch, lái tàu rồi này kia, thì vào làm vào 3 tháng hè thôi, còn lại những tháng còn lại thì mấy anh chị làm những nghề rất là đặc trưng của người Việt ở đây, như là làm neo, làm nhà hàng này kia, là những cái mùa còn lại. Thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu hành trình đi mỏ cua các coi nhá. Nhấn lên, cào ngược lại. Cào ngược, cố lên. Ui sao nó đi nhanh thế. Đúng rồi, nó đi nhanh quá. Oh my god. Cố lên, sắp cào. Để trước đầu nó cào ngược lại. Yeah. Lần tiên chưa cào được con nào. Một con này mờ nhá. Ui, con này mờ. Lúc mà nó ôm trứng là nó không đi kiếm ăn được nên nó yếu lắm. Thì bây giờ là bắt là phải thả xuống thôi. Cũng không
kỳ khỏe mạnh. Hai bốn sáu tám con rồi. Tám tám à bảy. Còn bên kia khoảng 2 con nữa, chục con rồi. Rồi kết thúc chuyến đi Crab Island rồi các bạn. Đây bây giờ đi về đoàn xe này, xe hai cái xe truck của đoàn mình luôn và một cái xe van luôn. Nói chung là dân Texas mà rất thích đi xe to các bạn. Còn mỗi nhà Ly là đi Tesla, đi xe nhỏ thôi. Ok thôi, bây giờ về nấu cua nha. Tại làm có cửa ở đây đâu. Đi biển là cứ truck với cả van là đã thôi. Đó, truck vĩ đại luôn này. Cái van cũng vĩ đại luôn này. Ok thôi, bây giờ về hấp cua. Ok các bạn, giờ về tắm rửa xong xuôi rồi. Đây, nguyên một nồi ghẹ 12 con, tóm lại là khoảng 12 con, có 16 người nữa, cứ thế mà đánh nhau ăn thôi. Đây, những con đấy, con này đó, ngon chưa này. Đó. Ơi, nhà mình thuê cái nhà Airbnb này là hợp lý. Để review của nhà Airbnb cho các bạn coi. Đây là ghẹ hấp, sả, bia. Và món ốc này là lát nữa mình sẽ nhảy ra, xong rồi xào với rau muống. Đây, rau muống đây. Ngon chưa? Và còn đây món đậu nước ván. Và món thịt kho tàu thì Hà làm từ nhà. Ăn phủ phê lẩu liếc các thứ hôm qua xong rồi, giờ ăn đạm bạc với các bạn. Ăn tạm ghẹ với cả ốc thôi. Đạm bạc với các bạn. Ăn tạm ghẹ với cả ốc thôi. Không có gì nhiều hết. Ăn đạm bạc và tan đạm. Ok, nấu xong rồi review mọi người ăn tiếp. Mọi người xem có ngon không nha. Đây, phu mâm. Không phải chuyên môn rồi chứ. Ngon chưa? Cứ gửi cho em thằng Adam này. Giờ hết rồi. Rau muống xào ốc nè. Anh không biết là anh để ra làm nữa hả? Không, anh vẫn hướng dẫn cô đó. Với TikTok, nhớ cần nhận gửi cho. Thịt kho trứng, đậu lướt ván, cơm, rau muống luộc. Anh gửi thế là ngon. Ngon nha. Xem thôi anh cứ nói gì vậy. Người lớn bắt đầu ra ăn này. Trời ơi, nhìn cái phần island của người ta. Đây đồ của mình luôn. Đúng kiểu đi chơi của người Việt Nam các bạn. Ăn uống là phải ngập mặt từ đầu đến cuối. Đây. Ăn là loạn rồi, còn gì nữa. Miss hai con. Đừng ra tiếng cá. Cô nhìn cái biển này buổi tối tầm giờ này cực đẹp luôn. Anh còn đi tranh thủ đi câu cá nữa. Nghe chưa? 4 năm rồi ra. 4 năm rồi.